Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Hai Vợ của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Tác phẩm được sáng tác tại Sài Gòn năm 1955. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2. Ông bá hộ mắc lo việc này nên ông phải tạm dẹp đám cưới của cô Quyên lại. Ông không nhắc tới nữa. Còn ông Thuận từ bữa đi dò tin tức về nói lại, thì ông thấy con ông có sắc buồn lo. Ông nghĩ có lẽ nó học giỏi, nó nhận thấy tình hình chiến cuộc có chỗ nào nguy biến hay sao, nên nó mới lo như vậy. Ông thấy rồi, ông cũng không muốn tính cưới vợ gấp cho con. Cách hai bữa sau, lối mặt trời đứng đầu thì có Lý Quang Minh, một bạn học của Lê Hữu Hào, nhà ở dòng Sơn Quy, ra hỏi thăm nhà ông Thuận, đặng kiếm Hào nói chuyện. Cha con ông Thuận có ở nhà. Hào thấy bạn lật đật bước ra cửa tiếp mừng, dắt vô giới thiệu cho cha biết. Ông Thuận biết Minh cũng là học trò của ông Nhiêu Hiền như con mình. Ông niềm nở mời ngồi, kêu Tư Cầu biểu nhóm lửa nấu giùm một nồi cơm cho khách ăn, vì khách ở xa phải đi sớm, nên ra tới đây chắc khách đã đói rồi. Hào hỏi thăm sức khỏe của thầy. Tiếc rằng nhà có một cha một con, lại gặp lúc ly loạn trong xóm, người ta giao cho sắp đặt việc phòng thủ, nên về hơn nửa năm rồi nhưng không vô Sơn Quy được mà thăm thầy thăm bạn. Ông Thuận nghi Minh ra kiếm Hào phải có việc gì cần kiếp, chứ không lẽ đi chơi. Bởi vậy ông hỏi: Cháu ở trỏng gần huyện lỵ, cháu có nghe tin giặc giả hay sao không cháu? Thưa bác, việc chắc phải dây dưa lâu lắm. Anh em chúng tôi học mong thi khóa năm nay, mà thời cuộc biến động như vậy thì chắc không có thi rồi. Trong huyện mình đây thì êm, nhưng ở miệt trên sắp có đại sự rồi. Ừ, anh em trong xóm cậy tôi đi lên Gia Định nghe tin tức. Tôi về hai bữa rày, tôi lên tới Rạch Ông mà thì bị đồn cản, nên không thể đi sâu vô nữa được. Nhưng tôi đã nghe chắc binh đội Pháp còn chiếm thành Gia Định, bị binh mình bao vây bốn mặt nên không dám ra. Thế mà cách mấy bữa trước đây, có một đoàn tàu giặc kéo đi ra hướng Nhà Bè. Tôi nghi chúng bị mình dây ở trển, chúng biết ở các tỉnh hết lính, rồi chúng lén chở binh xuống đánh chiếm miệt dưới. Thưa bác chưa nghe huyện mình có điều chi lo sợ, lại quan huyện lại có sắp đặt cuộc phòng thủ hẳn hoi. Tại vàm Sơn Quy, vàm Gò Gừa đều có xây đồn lũy chắc chắn, ngày đêm có quân lính canh giữ, tàu giặc không thể vô được. Nếu có vậy thì bớt lo, ở xóm này dân sự hiệp nhau tổ chức cuộc phòng thủ đàng hoàng lắm, bà con trong Sơn Quy cố lo phòng thủ hay không? Thưa, cũng có lo, chỗ nào cũng phải vậy. Nghe cháu nói chuyện nãy giờ tôi vừa lòng lắm. Làm con dân trong nước, hễ có giặc thì già trẻ chung lo giúp nước cứu dân chứ sao. Ở xóm này hạng trai trẻ mấy tháng nay tập luyện võ nghệ dữ lắm, ai cũng hăng hái giết giặc, tới đây sẽ sanh tử một trận cho chúng biết mặt. Thưa, cháu mới nghe hiện giờ đặng mình đương sắp đặt mà đánh trên Gia Định, đặng đuổi giặc và khắc phục thành trì lại. Vậy hả? Chừng nào mới đánh? Hôm lên trển tôi có nghe gom binh các tỉnh về nhiều lắm, nhưng có đông mà cứ dây ngoài xa, còn chờ gì nữa mà không chịu hãm thành không biết. Thưa bác, có chuyện như vậy, để cháu nói rõ bác với anh Hào hay. Số là cách mấy bữa trước, quan huyện có gửi tờ mời thầy của mấy cháu vô nói chuyện. Thầy cháu về nói rằng có quan trên tỉnh xuống huyện cho hay rằng triều đình sắp phái vài vị đại thần vào Nam để cầm binh đánh đuổi giặc. Có lệnh dạy cụ Tôn Thất Hiệp phải góp về cho đủ số muôn binh, đợi quan triều vào rồi sẽ khai chiến. Binh của mình thì sợ không thiếu, hiện giờ gom được hơn 8.000 rồi, trong một tháng sẽ đủ số. Có nghe nói kêu hàng trai trẻ của mình đi lính hay không? Thưa không. Có lẽ miệt dưới còn sẵn lính nhiều, nhưng gom binh lính về đông quá thì phải lo cơm gạo, đặng nuôi lính, lo cất trại cho lính ở. Đã vậy mà còn cần dùng người biết chữ, đặng lập bộ sổ tướng sĩ mỗi đội, viết phiếu để truyền lệnh của cấp chỉ huy, viết tờ thôi thúc các huyện, các phủ nạp lương thực. Lính thì ít biết chữ mà lại mắc lo tập luyện, quan thì mắc lo điều khiển, không rảnh mà lo đến sổ sách giấy tờ. Chắc bây giờ quan trên đồi mấy người có học như cháu, như thằng Hào nhập ngũ đầu quân phải không? Thưa phải. Chính vì vậy nên quan trên phái người xuống huyện mời mấy ông Nhiêu dạy học, mà cậy gom học trò lại, rồi quan huyện cho ghe đưa lên Gia Định mà giúp công trong cuộc kháng chiến. Ông Thuận ngẩn ngơ,
Hào cười và nói: "Xưa rồi con thường nói với cha thế nào con cũng phải bị kêu đi lính. Thiệt quả như vậy, thế hôn cha?" Ông Thuận lặng thinh. Mình nói với Hào: "Mình đi lính mà làm việc giấy chứ không phải ra trận." "Dù ra trận cũng không sợ gì. Thầy biểu anh em trong trường phải đi hết, hay là thầy lựa người mà thôi. Quan trên cậy đi hết, trường nào cũng vậy. Người ta đi thì mình phải đi với người ta, giúp nước mà mình trốn tránh, ai coi mình ra gì, ai đi cho mấy anh em khác hay. Trưa hôm qua thầy về mượn người trong xóm đi kêu, dặn chiều mai phải tới, đặng sáng mốt thầy dắt vô huyện. Anh em khác ở gần, ở dòng cát, dòng nâu với Sơn Quy nên họ đã hay rồi. Có một mình anh ở xa nên thầy kể tôi ra cho anh hay, đặng sửa soạn rồi chiều mai vô cho tới." Tư Cầu bưng mâm cơm lên để giữ ván. Cha con ông Thuần ân cần mời Minh ngồi ăn. Ông Thuần hỏi Minh: "Cháu có vợ con hay chưa?" "Thưa, cháu có vợ, mới sanh một đứa con được 4 tháng. "Cha mẹ còn sống toàn hay không?" "Thưa, cháu còn có bà mẹ già. May cháu có người chị không chịu lấy chồng, nên cháu đi thì chị cháu với vợ cháu ở nhà với bà già cháu." "Có vậy cũng đỡ khổ. Phận thằng Hào tôi có 2 cha con, hễ nó đi thì tôi ở nhà trơ trọi một mình. Tôi nói vợ cho nó rồi, nhưng mà sợ đi lính rồi bỏ người ta nên nó dục dặt chưa chịu cưới. Tuy vậy mà không hại gì lắm. Thằng Hào đi thì tôi ở nhà có chòm sớm, dầu có bề nào người ta cũng không bỏ tôi." "Thưa, bác tuy già nhưng sức khỏe cũng còn đủ." "Phải, tôi còn mạnh." Ông Thuận khuyên khách ăn cơm cho no, rồi ở nhà nói chuyện chơi với Hào để ông đi sớm một lát. Ông biểu Hào sửa soạn rồi sáng mai dậy sớm đi với nhau. Đi liền bây giờ Minh mệt, mà vô Sơn Quy ban đêm không ít gì. Minh ăn uống rồi, Hào trải chiếu, anh em nằm đàm luận về chiến cuộc với nhau. Cả hai đều hiểu nghĩa vụ của hạng trai trẻ là cứu dân, giữ nước. Bởi vậy người sắp lìa cha già, người sắp từ mẹ yếu với vợ nhỏ con thơ mà đi trả nợ non sông. Nhưng cả hai đều lo ngại về việc gia đình, chứ phận mình dầu rủi hay may cũng không buồn không sợ gì hết. Đến xế một lát ông Thuận trở về, thấy hai trẻ nằm nói chuyện thì ông hỏi con có sửa soạn hành lý đặng khuya đi hay chưa. Hào nói để gói vài cái quần với vài cái áo mà ôm theo vậy thôi, chứ có hành lý gì đâu mà sửa soạn. Ông Thuận nói: "Hồi nãy cha có đi thẳng ra ngoài ông Ba Hộ, cha cho ông hay có lệnh đòi, nên khuya nay con phải vô Sơn Quy đặng hiệp với anh em bạn học mà lên gia đình." "Ông già vợ con hay con đi, ông có tỏ ý buồn hay không cha?" "Buồn thì ông không buồn, vì ông hiểu quan trên cần dùng hạng hay chữ. Con có học thì con phải đi, lại đi với chúng bạn chứ phải đi một mình con hay sao mà buồn. Nhưng ông tiếc con đi rồi trong xóm không có người làm sổ sách tờ, bất tiện có chỗ đó mà thôi. Mà trước khi đi con ra từ biệt cha mẹ vợ con một chút cho đủ lễ chứ." "Con phải từ giả rồi mới đi được, vì khuya phải đi sớm cho mát. Thôi để con ra nói liền bây giờ, đặng khuya con khỏi ghé. Anh Minh nằm đây mà nghỉ nghe không, tôi đi một chút rồi tôi về." Hào vô trong thay áo rồi đi liền. Vợ chồng ông Bá Hộ cầm đưa ngồi trong nhà bàn luận về sự lệnh đòi rể đi lính. Bỗng thấy Hào săn sớm đi vô sân. Hà Văn Ký là con trai lớn của ông Bá Hộ đương coi cho bạn xúc lúa ngoài sân, bưng vô đổ vô lẫm. Cậu cũng ngó thấy Hào vô nên cũng đón mà hỏi: "Hồi nãy nghe bác nói có lệnh đòi dượng đi lính phải không?" "Phải." "Chừng nào dượng đi?" "Khuya nay vô Sơn Quy hiệp với anh em bạn, đặng quan huyện cho ghe đi một lượt." "Tôi lớn hơn dượng có 1 tuổi, không biết họ đòi tới tôi hay không?" "Chắc không có đâu anh hai. Nghe nói lính có sẵn rồi chứ không phải thiếu số nên đòi thêm nữa. Quan trên đòi anh em tôi là tụi biết chữ đặng làm việc giấy." "Nếu như vậy thì tôi bớt lo." Anh vợ với em rể cùng nhau đi vô nhà. Hào bước lại xá cha mẹ vợ và chúc cha mẹ vợ ở nhà mạnh giỏi, đặng khuya chàng đi giúp nước. Ông Ba Hộ nói: "Hồi trưa anh ra cho hay có lệnh đòi con nhập ngũ. Con đi thì trong xóm thiếu người biết chữ nên có chỗ bất tiện. Nhưng có giặc, nhà nước cần dùng con về việc gì, phận con làm trai con phải vâng lệnh không nên từ chối. Vậy con hãy yên lòng mà ra giúp nước. Anh ở nhà với bà con trong xóm nên con khỏi lo. Còn việc vợ, cha với mẹ đã định gả cho con rồi. Đã có ăn trầu uống rượu của con thì dầu nước nhà có hữu sự con chưa cưới kịp, bao giờ cha với mẹ cũng coi con Quyên là vợ của con. Chừng nào con trở về thì làm lễ cưới, không mất đâu. Con ra từ giá cha mẹ đặng khuya con đi đến chiến trường mà giúp nước.
con có muốn giáp mặt vợ con đặng con nói ít tiếng mà từ biệt nó hay không? Hào nói, thưa, nếu cha với mẹ cho phép con nói với vợ con ít lời đặng con đi thì con đội ơn cha mẹ lắm. Bà Ba Hộ biểu Hai Kỳ vô trong kêu Quyên. Quyên theo Hai Kỳ ra, bộ cô bợ ngợ. Bà Ba Hộ nói, Quyên, bước lại gần đây con. Chồng con ra từ giá đặng khuya nay nó đi lính. Cha con biểu kêu con ra cho nó nói chuyện một chút, rồi về sửa soạn đặng khuya nó đi. Hào ngó ngay Quyên mà nói, phận anh còn có một chút cha già. Hôm nay vì phận sự nên anh phải bỏ cha già mà đi. Tuy anh với em chưa chính thức phối hiệp vợ chồng, song đã gá lời, dầu không tình cũng là nghĩa. Vậy anh trân trọng gửi cha già lại cho em. Nếu em sẵn lòng chăm nom giùm anh thì ơn ấy không bao giờ anh dám quên. Anh muốn nói với em bao nhiêu đó mà thôi. Anh cầu chúc cho em ở nhà an vui và mạnh khỏe. Quyên cũng ngó ngay Hào mà đáp rằng, em xin anh an lòng mà giúp nước, đừng lo việc nhà. Em chúc anh lo phận sự vuông tròn, tan giặc cho mau, đặng trở về kẻo cha già mong đợi. Bà Ba Hộ cười, bà nói với Hai Kỳ, nghe nói có người khác ở Sơn Quy ra kêu nó, khách ở chờ trong nhà đặng khuya đi với nhau. Kỳ biểu bày trẻ bắt một cặp vịt xách vô trống, rồi con ở ăn chơi với em một đêm rồi khuya nó đi. Ông Bá Hộ nói, mẹ nó tính như vậy là phải lắm. Nãy giờ tôi tính biểu nó về mời anh xui với khách đi hết ra nhà mình ăn cơm chơi. Nhưng tôi nghĩ khách lạ, ra đây người ta không vui. Còn phận nó thì nó phải nói chuyện với anh xui một đêm, đặng cha con dặn dò nhau. Bởi vậy tôi không mời. Vậy Kỳ, đem vịt vô trống làm thịt đặng cho anh em ăn với nhau một bữa là phải. Kỳ với Quyên đi ra sau, biểu người nhà bắt vịt. Ông Bá Hộ mở rương xe lấy hai nén bạc đưa cho Hào mà nói, con đi xa, đến xứ lạ quê người, mà nếu có việc cần dùng tiền thì không biết ai mà mượn. Vậy con lấy vài nén bạc đây mà đem theo phòng khi bất trắc mà đỡ gạt. Hào không muốn thọ lãnh, nhưng vợ chồng ông Bá Hộ này ép quá nên chàng hết dám từ. Hai Kỳ trở ra nói với cha mẹ rằng, chàng có sai một người xách vịt đem trước vô trỏng rồi, ở luôn đặng phụ với Tư Cầu mà làm vịt. Ông Bá Hộ biểu Hào thôi đi, về đặng chơi với khách kẻo khách buồn. Hào mới chúc thọ cầu an cho cha mẹ vợ một lần nữa rồi đi về, có anh vợ đi theo chơi. Ông Thuận thấy nhà xui sai đem vô một cặp vịt mập để làm vịt tiễn hành Hào. Ông bèn lại sớm kiếm một bầu rượu và ghé mời Phó Tha lại ăn uống cho vui. Buổi cơm chiều đó tuy là buổi cơm ly biệt, song nhờ có khách Sơn Quy lại có Hai Kỳ với Phó Tha nữa, bởi vậy cha con ông Thuận vui vẻ quên buồn. Ăn gần rồi bữa, có thêm ông Bá Hộ vô chơi nữa, làm cho ông Thuận rất vui lòng. Con đi lính giúp nước cũng không bịnh rịnh chút nào hết. Chơi đến qua đầu canh hai, cha con ông Bá Hộ với Phó Tha tỏ lời chúc may mắn cho Hào với Minh rồi về, nói để cho hai cậu nghỉ ngơi đặng khuya dậy sớm mà đi. Đến đầu canh năm, ông Thuận kêu Tư Cầu dậy nấu một nồi cơm cho Hào với Minh ăn, rồi hừng sáng ông theo đưa hai cậu ra khỏi sớm. Đi ngang nhà ông Bá Hộ, Hào dòm thấy cha mẹ vợ với Hai Kỳ và cô Quyên đương đứng tại cửa ngõ mà chờ. Chàng phải đứng bước mà từ biệt một lần nữa, rồi ông Thuận ở lại đó để cho Hào mang gói với Minh ra đường cái. Mấy người đứng tại cửa nhà ông Ba Hộ mà ngó theo. Trời lờ mờ chưa sáng, lòng cảm xúc ngậm ngùi. Chương 5. Lê Hữu Hào đi rồi thì cuộc sắp đặt nghinh địch ở xóm tre có mọi lơi lần lần. Binh khí đã rèn đủ rồi nên Thợ Phi về dàm sông Tra ăn Tết, không thấy trở xuống nữa. Trần Khoan là thầy dạy nghề võ cũng về Dòng Tháp từ hôm Tết, rồi mỗi tháng trở lên vợ học trò đôi ba ngày mà thôi chứ không ở lâu. Hàng trai tráng thì không có thầy kèm thúc, lại còn mắc bận việc ruộng rẫy nên tập võ cũng giải đãi, chỉ có tập ban đêm mà thôi. Chí nghinh địch ở xóm tre suy giảm như vậy không phải tại lòng dân mòn mỏi. Người làm đầu trong xóm vẫn còn hăng hái hoài, người ta không còn hoạt động như năm trước nữa. Ấy là vì cuộc phòng thủ sắp đặt xong, nhất là nhờ có dịp Hào bị đòi nhập ngũ Tùng Chinh, người ta được hay binh ta cả muôn đương dây chặt quân đội Pháp trong thành Gia Định, nên giặc không thể huy động được mà phải lo. Nhân dân xóm tre tiếp tục sống một chuỗi ngày bình an thanh tịnh trót cả năm. Đến mùa mưa theo cày cấy lệ thường, lóng nghe binh đội của ta đương xây dựng đại đồn tại Chí Hòa, đặt quân phòng thủ hẳn hoi từ ngọn Rạch Cát vòng qua tới vùng Gò Vấp. Tin ấy giúp cho người ta càng vững bụng hơn nữa. Trong xóm chỉ có một mình ông Thuận có con ra giúp nước mà thôi, không nhà nào được cái vinh hạnh đó.
Vì vậy nên cả xóm đều kiêng nể ông, làm cho ông thêm hãnh diện như là người có công lớn với dân với nước. Vợ chồng ông Bá Hộ Cầm đã có lòng thương mến Hào, lại nghĩ ai nấy đều được no ấm vui sướng, chỉ có một mình Hào phải vùi thân nơi chiến trường, có lẽ lại phải chịu bữa đói bữa no, chịu nắng nằm sương, thì tội nghiệp cho phận của rể. Bà Bá Hộ nhớ Hào lúc từ giã ra đi có lời gửi gắm cha già cho vợ, nên bà thường nhắc cô Quyên phải vô thăm ông Thuận cho trọn nghĩa cha con. Cô Quyên không quên lời cô đã hứa với Hào, mà lại còn nghe mẹ nhắc nhở nữa. Bởi vậy cô sốt sắng đi thăm cha chồng. Thường đôi ba ngày cô vô một lần, có món ngon vật lạ cô đem vô hiến cho ông Thuận ăn. Bữa nào cô vô mà Tư Cầu mắc đi câu hay đi ra ruộng thì cô lấy chổi quét nhà, dọn dẹp trong bếp cho sạch sẽ. Cô thường hỏi ông Thuận nếu có quần áo rách thì đưa cho cô đem về cô vá, nếu có mua vải may đồ mới thì cô lãnh cắt may giùm. Tuy chưa có lễ cưới, song cô Quyên phục dịch nhà chồng cũng như nàng dâu đã cưới rồi. Cha chồng nàng dâu tiếp xúc với nhau cả năm, tình nghĩa cha con càng thêm mặn nồng, sự thân thiết đôi bên càng lâu càng thêm chặt chẽ. Mùa gặt tới nữa mà chiến cuộc vẫn chưa có tin tức gì. Người ở xóm tre lo chở lúa về sân, rồi đạp mà dí để dành nuôi sống. Chú thích: dí tức là làm chỗ để mà đựng lúa. Hết chú thích. Ông Thuận có Tư Cầu giúp sức nên mùa này ông có được 50 giả lúa trong nhà. Nhà có sẵn lúa gạo, sông có nhiều cá tôm, đời sống của ông được thảnh thơi, chỉ còn trông cho mau hết giặt cho con về, đặng cưới vợ, rồi tiếp tục ra công sách đèn mà chờ khoa cử. Vừa hết mùa khô, thình lình có tin đến xóm tre nói rằng binh ta đã thất đại Đồn Chí Hòa. Sau một cuộc quyết chiến kéo dài tới mấy ngày đêm, hai bên đều bị tổn thất nặng nề, nhưng giặc lại nhờ có súng nhiều và đại bác thần công mạnh quá, bắn nát đồn lũy của ta hết. Binh ta không có chỗ nương dựa mà kháng cự, tự nhiên phải đổ. Một phần phải qua sông Bến Nghé thối lui về hướng Biên Hòa, nhưng phần lớn thì tán loạn chạy về mé Ba Cụm, Bến Lức. Tình bất tường ấy làm chấn động cả xóm tre, nhân dân xao xuyến hỏi nhau bây giờ phải làm sao. Ông Bá Hộ sợ dân tán đợm ngã lòng mà gây thêm tai họa, bèn cho mời ông Thuận với Phó Tha mà ra định kế tấn thối. Ông Thuận nói: binh giặc chắc đông, lại có súng nhiều, nên trên Gia Định quan ta có cả muôn binh mà chống giữ đại đồn không nổi đến phải đổ. Mình ở xóm tre kể hết già trẻ chỉ có 100, lại cầm dao mát chứ không có súng. Tình thế như vậy nếu giặc đến đây làm sao mà chống cự cho nổi. Binh giặc cũng có lẽ đôi 300, mà xuống đây chắc giặc sẽ đi tàu. Xóm mình nằm sát mé sông Cái, nếu giặc ở dưới tàu xả súng vào xóm mình thì mình chết hết, chết vô lối, vì có được sáp gần mà đâm chém giặc được đâu. Không phải tôi nhát mà kiếm kế cho anh em trong xóm ngã lòng, đợi giặc tới mà ta bái quỵ mà xin đầu giặc. Năm nay tôi đã 62 tuổi rồi, dầu có chết cũng nên cái mồ, mà chết với đất nước thì vinh dự quá. Chết như vậy đáng chết lắm chứ, ngặt cái chết vô ích tôi không chịu. Phải làm sao đánh vùi với giặc, phải giết giặc cho được, rồi dầu có chết tôi cũng vui lòng. Ông Bá Hộ với ông Phó Tha đồng khen ông Thuận nói phải, nhưng không tìm ra kế cho dân trong xóm sáp lại với giặc mà đánh, xong khỏi bị súng đạn. Ông Thuận mới nói: tôi muốn bàn kế này. Nếu hay tạo giặc vô sông Bao Gược thì hết thảy những đàn bà con nít cùng hàng già cả phải chạy hết vô trong rừng, rồi tản mát trốn. Còn tớp trai trẻ cường tráng thì thối vô truông cốc mà mai phục hai bên truông. Nếu giặc đánh huyện mình, tự nhiên chúng phải đổ lên đây, rồi do ngã truông cốc mà kéo binh vô huyện lỵ. Chúng phân binh đi qua truông thì dân mai phục ở đó xông ra mà đánh. Chúng bị kích thình lình, tự nhiên phải loạn hàng ngũ, mình thừa thắng mà giết từng tốp. Làm như vậy chắc chắn giặc sẽ đại bại. Ai nấy đều cho chiến lược đó là hay nhất, nên quyết áp dụng mà trừ giặc. Nhưng mà ông Bá Hộ suy nghĩ rồi, ông hỏi ông Thuận: mình phải vô rừng vô truông hết, rồi nhà cửa lúa thóc trâu bò bỏ hay sao? Để đó không hại gì, sợ giặc đốt quá chứ. Mình ở lại đó cũng không giữ nổi, mà còn phải chết vô lối nữa. Ông Bá Hộ dự dự không đành bỏ nhà cửa, nhưng ông không tìm ra kế nào khác để giữ của mà khỏi chết, bởi vậy ông phải lặng thinh mà chịu. Bây giờ phải cắt người thay phiên nhau mà canh chừng tàu luôn ngày đêm, hễ thấy tàu thì đánh mỏ cho hay, đặng kéo nhau vô rừng vô truông. Canh cả tháng mà không thấy tàu bè chi hết, dân canh tự nhiên giải đãi.
Một bữa lúc gần sáng, có hai chiếc tàu chạy vô mà người canh ngủ quên không hay. Chừng tàu chạy khỏi sớm tre, rồi có người thức dậy sớm thấy mới la lên, nhưng nghĩ tàu không ngừng mà đổ bộ nên không cho người canh đánh mỏ báo động. Tuy vậy mà nghe xào sực trong sớm ai cũng hay hết. Nhưng hay rồi kéo nhau ra mé sông, ngó hai chiếc tàu vẫn chạy luôn, bởi vậy không có người nào tính rút vô rừng. Ngày đó dân trong sớm tre cứ chụm năm chụm bảy mà bàn luận, không ra ruộng, không đi câu, xong cũng không nghe có việc chi hết. Cách hai ngày mới hay hai chiếc tàu đó chở binh Pháp vào dàm sông Tra và chiếm huyện Lỵ Gò Công. Lính đóng mấy đồn Gò Gừa và Sơn Quy không chống cự nên giặc không có bắn một phát súng. Nhân dân sớm tre nghe như vậy tức quá, tiếc giặc không đổ bộ sớm mình, đặng gây ra trận truông cốc cho giặc ghi nhớ, phải chết sống mới đoạt nguồn Khổng Tước được. Tuy vậy mà bắt đầu mọi người chán nản, mà trong ít ngày sau càng chán nản hơn nữa, và lần lượt nghe huyện Cần Duộc bị giặc chiếm, rồi phủ Tân An cũng mất nữa. Sau hết lại hay phủ Định Tường cũng không còn. Ông Bá Hộ ngồi khoanh tay rầu rĩ tối ngày. Ông Thuận với Phó Tha bực tức mà đau, tức không biết triều đình ở đâu, quan quyền làm việc gì để cho ngoại bang hống hách hoành hành mà chiếm đất đoạt thành như vào nhà không chủ. Ông Thuận còn đau khổ về nỗi con, đại đồn đã thất thủ, đại binh đã tan quan, mà Hào ở đâu sao không thấy trở về, còn sống sót mà tản lạc theo đám đại binh để lập thế phục thù, hay là chốn xa trường đã ngã gục, phơi thay chiến sĩ. Cô Quyên vô thăm cha chồng, thấy ông buồn rầu lại bệnh hoạn, cô phải lo cơm cháo cho ông. Ông Thuận thấy dâu, ông càng thêm nhớ con. Mặc dầu cô Quyên kiếm lời an ủi đủ cách, cô cũng không làm cho ông nguôi được. Bữa nào Tư Cầu cũng phải ra ruộng hoặc đi câu. Quyên không nỡ để cho cha chồng bệnh mà nằm hiu quạnh một mình, nên cô thưa cho cha mẹ hay, rồi mỗi ngày cô vô mà săn sóc giúp đỡ ông Thuận. Ông Bá Hộ hay ông Thuận bệnh, ông lật đật vô thăm, rồi về sai người nhà đi kiếm thuốc cho ông Thuận uống. Phó Tha lại thăm ông Thuận thường thường, kiếm lời an ủi cho ông bớt buồn và chạy thuốc giùm cho ông uống. Ông Thuận đau cả tháng, nhờ dâu chăm nom săn sóc và nhờ bạn tìm kiếm thuốc men nên ông đã hết nóng lạnh nhức đầu. Nhưng vì tuổi lớn lại hôi cơm tanh cá ăn uống không được nên ông giảm sức rất nhiều. Ông đã ốm mà bây giờ cặp mắt của ông lại đỏ. Anh em trong sớm đi kiếm thuốc mắt cho ông sức con mắt, thiệt nhờ có thuốc nên hết sốn và bớt đỏ. Nhưng nhãn quan của ông càng bữa càng thêm lu lờ. Ba ngày mà ông thấy mờ mờ như ban đêm, ai vô nhà ông không nhìn mặt được, phải nói ra tiếng ông mới biết. Còn đến bữa ăn, cô Quyên phải ngồi gấp cá bỏ vào chén cho ông ăn, vì ông không thấy mà ăn một mình được. Đó là một nỗi lo lắng và cực nhọc thêm cho cô Quyên nữa. Thế mà cô không buồn, không than, cứ một mực chăm nuôi cha chồng, mặc dầu chưa cưới mà lại bặt tin tức. Ông Bá Hộ nghe trong rạch băng có một thầy thuốc trị con mắt, ông kệ người chèo ghe vô rước thầy ra coi mà cho thuốc. Thầy dạch cặp mắt ông Thuận mà coi, rồi nói may kéo gần bích con ngươi, trong ít tháng nữa may kéo giáp rồi, ông Thuận không còn phân biệt ngày đêm gì nữa được. Bây giờ phải làm sao cho có thuốc sức tan đám mây đó mới thấy. Ngặt thầy không biết thuốc đó nên thầy không dám lãnh mà trị. Thế thì ông Thuận đành phải chịu mang tật đuôi, không biết đêm ngày, hết thấy trời đất chứ không làm sao được. Mà cô Quyên cũng phải đành chịu mang cực nhọc lo phục dịch một cha chồng mù quáng, để vẹn lời hứa với người chồng chưa cưới mà cha mẹ đã định hôn. Dầu cực nhọc đến chừng nào, cô cũng phải cam lòng, không được phép lẳng lơ lỗi đạo. Chương 6. Một bữa, cô Quyên nấu cơm rồi dọn cho cha chồng ăn. Cô ngồi bên chan canh gấp cá cho ông. Ông Thuận than: đại đồn thất thủ, binh ta vỡ tan, binh đội Pháp tràn ra chiếm trị hết mấy tỉnh. Việc đã lâu rồi mà thằng Hào bặt tin, cha nghĩ nó đã chết rồi, không còn gì mà trông nữa. Tuy đại binh thất trận, song cũng còn tụ tập đâu đó chứ không lẽ chết hết. Con chắc canh Hào còn theo mấy tớp binh đó nên về chưa được chứ không chết đâu cha. Nếu không chết thì nó về, chớ thao đám tàn binh làm chi nữa. Con nhớ năm trước có người bạn học của anh Hào trong Sơn Quy ra kêu anh đi với người đó. Vậy cha để cho con đi kiếm người cậy vô Sơn Quy, hỏi thăm coi người bạn của anh Hào đó đã về hay chưa. Ờ, phải có ai rảnh cậy vô Sơn Quy hỏi thăm coi. Người đó tên Minh, Lý Quang Minh. Xin cha để cho con liệu. Tối lại cô Quyên về nhà nói với ông Bá Hộ rằng ông Thuận muốn cậy người vô Sơn Quy
kiếm người bạn học của Hào coi về hay chưa. Nếu người ấy về rồi, hỏi Hào còn hay mất mà không thấy về. Ông Bá Hộ sực nhớ nên ông nói: Ừ, phải à. Từ năm ngoái tới giờ cha quên lửng chuyện đó, để cha kệ ngựa đi hỏi thăm thử coi. Ở đây có thằng Kỳ với anh Phó Tha biết cậu Lý Quang Minh. Năm cậu ra kêu Hào đi thì hai người này có ăn uống với cậu. Bây giờ vô hỏi thăm Hào thì trước hết nên kiếm nhà ông Nhiêu Hiền, mà hỏi coi môn đệ của ông đều có đi lên gia đình cũng như Hào, vậy mà có người nào đã về rồi, anh nào chưa về. Cậu Minh ở Sơn Quy, nếu cậu về rồi tự nhiên ông hay, mình xin ông chỉ giùm nhà rồi mình lại đó mà hỏi. Đi hỏi thăm thằng Hào, cha còn muốn hỏi thăm việc khác nữa. Thằng Kỳ khờ lắm, nó không biết nói chuyện. Vậy để mai cha nói với anh Phó Tha có rảnh đi giùm được hay không, ảnh đi thì rành hơn. Bữa sau, ông Bá Hộ cậy Phó Tha vô Sơn Quy hỏi thăm. Phó Tha chịu đi, hai người dắt nhau lại thăm ông Thuận. Ông Thuận nghe Phó Tha chịu đi vô Sơn Quy hỏi thăm coi Hào còn sống hay đã chết mà bật tin. Ông có bụng mừng, mà ông còn căn dặn Phó Tha: Nếu cậu Minh về rồi thì hỏi chuyện Hào, và luôn dịp hỏi coi tại sao binh ta đóng cả muôn mà lại thất đại đồn. Ai cầm binh giỏi quá như vậy? Bây giờ có tính kháng cự nữa hay là bỏ xuôi cho mất nước? Ông còn dặn ghé thăm ông Nhiêu Hiền và hỏi coi ông có nghe tin tức gì về chiến cuộc hay không, cho ông biết ngoài này bà con mình nóng nảy tức giận lắm. Phó Tha đi một bữa rồi về ghé nhà ông Bá Hộ mà nói có gặp ông Nhiêu Hiền với cậu Minh. Cậu Minh nói năm đó lên tới đại đồn rồi quan sai cắt mỗi người theo một đội đóng riêng, nên anh em không gặp nhau được, bởi vậy không biết Hào còn sống hay mất. Cậu Minh có thuộc chuyện mất đại đồn, còn ông Nhiêu Hiền thì ông có cho biết một tin rất quan hệ, bà con trong xóm cần phải bàn tính với nhau. Ông Bá Hộ nói Phó Tha đi Sơn Quy thì ông Thuận nằm nhà tin trong con, vậy ông vô liền để nói cho ông Thuận nghe, rồi có bàn việc gì thời bàn với ổng luôn thể. Ông Bá Hộ với Phó Tha dắt nhau đi vô nhà ông Thuận. Vừa tới cửa thấy cô Quyên đứng đó, ông biểu con nấu cơm gấp đặng dọn cho ông Phó Tha ăn, vì đi đường xa chắc đói bụng. Ông Thuận nghe nói chuyện thì biết hai người bạn thân, nên lợm cơm ngồi dậy mời hai bạn lại ngồi gần đặng cho ông biết tin tức của Hào một chút. Bây giờ Phó Tha mới nói rõ: Vô tới Sơn Quy tôi hỏi thăm, rồi tôi đi ngay lại nhà ông Nhiêu Hiền mà nói chuyện. Ông Nhiêu nói môn đệ của ông đã về bổn rồi, mấy người về đều có đến thăm ông. Cậu Minh về mấy tháng nay cậu đâu rề rề à, còn 5-6 người không có đến thăm ông, trong số đó có cậu Hào nên ông chắc chưa về tới. Rồi đó ông sai người nhà đi kêu cậu Minh lại đặng tôi hỏi thăm cho rành. Cậu Minh còn đau nên ốm và mét xanh, cậu thấy tôi thì cậu biết liền, cậu hỏi Hào đã về hay chưa. Tôi nói vì Hào bật tin nên tôi mới vô kiếm cậu mà hỏi thăm đây. Cậu Minh nói cậu về được mấy tháng rồi, cậu muốn ra xóm tre kiếm thăm Hào mà vì cậu cứ bệnh hoài nên đi không được. Cậu mới nói chuyện cho tôi nghe, năm đó mới lên tới Chí Hòa, đồn đóng dài từ Gò Dấp vô tới Rạch Cát. Quan trên phân phát cho anh em mỗi người một đội đặng coi sổ sách và viết giấy tờ, chứ không phải ở chung với nhau, bởi vậy anh em không gặp nhau nữa được. Cậu không về, Hào chưa về, cậu không hiểu tại sao vậy. Giặc tấn công tất cả các đồn luôn một lượt, đánh tới mấy ngày, súng lớn súng nhỏ đều đánh dữ lắm, nhưng vì súng của mình ít quá lại bắn chậm nên chịu không nổi. Binh lính của mình bị súng của địch bắn nà mà mình không trả đũa được thì tức giận, nên có nhiều chỗ bỏ đồn xông ra đánh ráp lá cà. Nghĩ gì trong đồn hay dưới Hào bị đạn cũng chết, thà xông ra đánh giết cho được giặc, dẫu có chết cũng mát ruột. Tại như vậy tướng sĩ hai bên chết nhiều. Ông Thuận chặn mà nói: Thằng Hào nhà tôi có tập võ thuật, đánh cách đó chắc nó tham chiến nên phải tử trận. Chú nghĩ coi có phải vậy không chú Phó? Anh nói phóng chừng chứ làm sao mà dám chắc. Chú có hỏi cậu Minh ông quan nào cầm binh mà để thất bại đồn đó hay không? Cậu Minh nói cậu nghe cụ kinh lực sử Nguyễn Tri Phương được lệnh triều đình cử vô làm chánh tướng, có cho cụ Phạm Thế Hiển theo làm tham tán. Hai cụ vô hiệp với cụ Tôn Thất Hạp rồi lập đại đồn và cầm binh chống với giặc. Cậu nghe nói như vậy chứ không thấy mặt mấy cụ lớn đó được. Để thất bại đại đồn thì mấy cụ lớn đó tính chịu thua hay sao mà để giặc hoành hành đem binh đi chiếm cùng hết vậy? Cậu Minh nói cũng có nghe ông Nguyễn Duy là em của cụ Nguyễn Tri Phương tử trận,
Còn hai cụ kia thì bị thương, nhưng cụ Nguyễn Tri Phương thì bị thương nhẹ nên trở về quê. Còn cụ Phạm Thế Hiển bị thương nặng nên chạy lên tỉnh Biên Hòa rồi cụ mất. Ông Bá Hộ thở dài mà nói: Cầm binh ít nữa cũng phải song tên lướt đạn với tướng sĩ như vậy mới được, chứ xuất trận mình xúi binh lính tiến đặng chết, còn mình ẩn núp ở sau xa coi mồi không xong thì thôi lui rồi chạy trốn, cái đó người ta phiền lắm. Còn hồi nãy anh Phó nói ông Nhiêu Hiền có cho hay tin gì đó, bây giờ có anh xui tôi đây, vậy anh nói luôn nghe coi thử. Phó Thà mới nói: Ông Nhiêu hay tôi ở xóm tre vô thăm tin tức của cháu Hào thì ông niềm nở dữ lắm. Ông hối người nhà nấu cơm cho tôi ăn. Ông nói năm trước ông nghe cháu Hào vô thuật chuyện nhân dân xóm tre đồng tổ chức cuộc phòng thủ để nghinh địch thì ông khen lắm, khen bà con mình nhiệt bảo tâm cứu quốc cứu dân. Ông nghe triều đình bất lực để thua trận Chí Hòa, rồi e rằng không dám tin chuyện kháng chiến đánh đuổi giặc, nên lo năn nỉ với quan pháp mà nghị hòa, thà xuất tiền chuộc mấy tỉnh đã mất và chịu tổn phí cho quân đội Pháp chứ không dám chống cự nữa. Hạng sĩ phu của mình đều hết thảy bất bình, bởi vậy có nhiều anh hùng nghĩa sĩ không thèm kể tới triều đình nữa, họ vận động khuyên dân theo họ đặng đánh đuổi binh Pháp mà lấy đất nước lại. Có ông Quản Định đương chiêu mộ nhân dân trên vùng Rạch Lá đã được mấy ngàn, nay mai vì đây sẽ kiếm xuống đánh úp Gò Công đặng đuổi binh Pháp khỏi xứ. Ông Nhiêu nói binh Pháp đóng trong huyện mình chừng 100 chứ không có nhiều, binh của Quản Định kéo xuống quét sạch dễ như chơi, mà hễ binh Pháp thua thì chắc họ chạy ra phía bao ngược đặng kiếm thuyền mà về Cần Giuộc hoặc Gia Định. Vậy ở xóm tre nếu nghe binh ta đánh úp Gò Công thì trai trong xóm đã có tập luyện sẵn rồi, hết thảy đều vô truông cốc mai phục, chờ tàn binh của Pháp chạy ngang qua thì đánh mà bắt hết. Ông Nhiêu cũng sắp đặt cho dân Sơn Quy chặn phía trong mà đánh trước, đón từ chặn như vậy thì binh Pháp không lọt khỏi. Ông Nhiêu căn dặn như vậy, ông biểu tôi nói lại như vậy cho bà con trong xóm hay, đặng sắp đặt trước mà rửa cái nhục thất bại dùm cho mấy ông trên Chí Hòa năm trước. Ông Thuận nghe nói việc mai phục tại truông cốc đặng bắt giặc giống như kế của ông bày hồi năm ngoái, thì ông đắc chí, ông quên việc bạc tình của con ông, và ông cũng quên cặp mắt đã mù quáng hết đi đâu được nữa. Ông dỗ dán mà nói lớn: Dịp mai đã đến cho dân xóm tre mình rồi, mình nên cảm ơn ông Nhiêu Hiền cho mình cái tin ấy. Thiệt, nghe tin này tôi muốn xé mây mà tôi đi. Cô Quyên bưng ra một mâm cơm có tôm có cá đủ hết, cô để trên ván mà mời ông Phó Tha ăn. Cô hỏi ông Thuận như đói thì ăn thêm với ông Phó Tha, vì hồi sáng ăn cơm sớm quá. Ông Thuận nói được nghe tin của ông Nhiêu cho, ông mừng quá nên ông no. Ông tiếp với ông Bá Hộ mà mời Phó Tha ăn, xin ăn cho no rồi bàn tới việc phục kích truông cốc. Ông Bá Hộ nói: Theo lời ông Nhiêu nói thì chưa biết chắc bữa nào ông Quản Định đem binh đánh úp Gò Công. Không lẽ mình bắt dân trong xóm mỗi ngày phải vô truông cốc mà chực khờ hoài cho được, phải để cho dân làm ăn chứ. Còn cái này nữa nè, chờ lâu quá mà không thấy gì hết, dân mòn chí, rồi tới việc thì tự nhiên dám hăng hái. Vậy tôi tính như vậy: ngày mai cho người đi truyền rao cho bà con trong xóm từ 18 đến 45 tuổi hay rằng sắp có giặc đi qua truông cốc, nhưng chưa biết chắc đi qua ngày nào. Những người trong hạng tuổi đó phải sửa soạn binh khí cho sẵn, chừng tôi biết chắc ngày nào giờ nào phải mai phục thì tôi đánh mỏ. Hễ nghe mỏ thì tụ hết sân tôi, tay cầm binh khí hẳn hoi, rồi có người dắt vô truông cốc. Ông Thuận nói: Phải có thằng Hào về, nó lo việc này cho mình thì tiện quá. Ông Bá Hộ nói: Để tôi sai thằng Kỳ nó đi truyền rao trong xóm hay, chừng đi mai phục tôi biểu nó dắt dân đi cũng được, chớ tụi già mình lụm cụm không đủ lẻ làng mà làm mấy việc như vậy được. Còn việc muốn biết chắc bữa nào giặc sẽ chạy qua truông cốc, cái đó khó một chút, chớ chi có thằng Hào thì tiện nhiều. Bây giờ không có nó, tôi muốn cậy anh Phó nghỉ chơi một bữa rồi đi giùm một lần nữa. Phó Tha hỏi: Ông Bá Hộ muốn tôi đi đâu? Mai tôi đi được mà, có mệt mỏi gì đâu mà nghỉ. Anh đã quen với ông Nhiêu rồi, tôi muốn ngày mai anh nghỉ một bữa, rồi sáng mốt anh chịu khó trở vô Sơn Quy nữa. Anh thay mặt cho anh em lớn nhỏ ở xóm tre mà cảm ơn ông Nhiêu cho mình tin quan hệ đó. Anh cho ông biết bà con mình sẵn sàng phục kích tại truông cốc y theo lời ông dặn, xong mình phải biết chắc bữa nào sẽ có giặc chạy ngang qua đó đặng mình mai phục. Vậy anh em mình xin ông làm ơn, hễ ông Quản Định quy động nghĩa binh khắc phục Gò Công
thì ông mướn người chạy ra Sớm Tre báo tin cho mình hay liền, đặng mình gom dân mai phục chuông cốc. Tiền mướn đó hãy người báo tin ra đây thì tôi trả, tôi không để cho ông tốn hao. Được như vậy thì tiện cho mình lắm. Được mà, tôi sẽ chở Vô Sơn Quy nữa cho, sáng mốt tôi đi. Ông Thuận nói: Hữu sự mà cặp mắt tôi hết thấy đường, buộc tôi phải ngồi một chỗ thiệt tức quá. Nhưng tôi đi phục kích không được thì tôi sẽ biểu thằng Tư Cầu đi thế cho tôi. Phó Tha ăn cơm rồi, ba ông bàn tính một hồi nữa, rồi ông Bá Hộ với Phó Tha từ giả chủ nhà mà về. Ông Bá Hộ sai con Hai Kỳ đi khắp sớm mà truyền huấn lệnh cho dân hay, theo ý của cha đình. Ai cũng hăng hái làm phần sự đặng trả nợ non sông, không ai thối thác. Phó Tha trở về Sơn Quy nói chuyện với ông Nhiêu Hiền. Ông Nhiêu hứa hễ ông hay tin ông Quảng Định huy động nghĩa binh thì ông sẽ sai người ra Sớm Tre báo động liền. Thiệt quả cách 10 ngày sau, Quảng Định đã dùng Rạch Lá đem binh vây bắt Thiên Hộ Huy là tên phản quốc, dắt binh lính bắt giết Huyền Toại là một chiến sĩ ái quốc, đương chiêu mộ nghĩa võng đặng chống với giặc xâm lăng. Quảng Định đem Thiên Hộ Huy ra trước đình làng mổ bụng Huy, cúng tế vong linh Huyền Toại, rồi làm lễ tế cờ và dắt hơn 2.000 nghĩa binh, cờ trống đàng hoàng, mát dao sáng ngời, rần rộ kéo xuống Gò Công quyết tử chiến với giặc một trận. Số binh lính chiếm giữ Gò Công có hơn 100 chứ không đông. Thình lình hay binh nghĩa võng đông quá, phân làm hai cánh kéo tới hùng hào rần rộ thì mất tinh thần. Tuy có súng song số binh ít quá, sợ giặc bao vây rồi xung phong đánh sáp lá cà, không thể cự nổi. Bởi vậy quan chỉ huy truyền lệnh thối lui ra phía bao ngược, đặng sai người về gia đình báo ngay và xin binh tiếp viện. Đạo binh Pháp ra tới Sơn Quy bị nghĩa binh mai phục tại đó đánh một trận, làm cho rã làm hai tốp. Tớp xuống Dòng Tháp bị dân ở đó đánh làm tổn thương hết một mớ, còn lớp đi ra Trung Cốc thì bị dân Sớm Tre xông ra vây đánh một trận nữa, làm cho binh giặc hao hết phân nửa. Ở Trung Cốc giặc thất nặng là vì giặc không biết đường xá, còn rừng thì rậm rạp hoang vu, dưới chân thì đất sình lầy lội hút đầu gối, còn ở trên thì cây sàn xịu dai trở không được. Dân ta quen biết chỗ ẩn núp rồi lui tới lẹ làng, làm cho binh địch không biết đâu mà bắn, nên có súng mà phải thua mát thông chĩa nhọn. Hai bên rượt nhau đánh tới tối, rừng rậm hết thấy nhau, dân Sớm Tre mới hú hí kêu nhau ra về. Gần nửa canh một mới tới nhà ông Bá Hộ. Ông Bá Hộ với Phó Tha ở nhà chờ tin tức, đã có dạy người nhà làm thịt một con heo mà nấu cơm sẵn để cho quân. Nghĩa binh về từng tốp, ai về trước thì ăn trước, ai về sau thì ăn sau. Ông Bá Hộ với Phó Tha nghe tin Sớm Tre đại thắng thì vui mừng hết sức. Qua canh hai không còn ai về nữa, mới kiểm điểm lại thì thiếu hai người, Tư Cầu và Tên Giác, là con trai của Hai Chỉ. Hai người đó không có về, ai cũng lo ngại, sợ hai người đã tử trận. Còn số đã về rồi có 7 người bị thương, nhưng có 2 người bị nặng, 1 người bị đạn tại bắp vế và 1 người bị đâm tại cánh tay. Còn 5 người bị thương nhẹ không đáng kể gì. Ai cũng nói bên địch chết và bị thương ít lắm cũng 30 người. Ông Bá Hộ biểu thân nhân mấy người bị thương đem bệnh nhân về điều dưỡng, ông hứa sẽ giúp tiền cho uống thuốc. Ăn uống rồi chiến sĩ ai cũng rã ra về nhà nấy. Phó Tha cũng về, nói sẽ đi thẳng lại báo tin cho ông Thuận mừng. Còn Tư Cầu với Giác không về thì anh em nói để sáng rồi sẽ đi kiếm. Đến sáng ông Bá Hộ vô nhà ông Thuận mà phân ưu về sự Tư Cầu không về. Ông Thuận nói: Tôi nuôi thằng Cầu từ nhỏ đến giờ, vì nó khùng khiệu nên tôi thương lắm. Nếu rủi nó tử trận thì thôi, mà chết vì nước thì vinh quang quá, có gì đâu mà buồn. Một lát Phó Tha lại nữa, ông nói với hai ông bạn rằng Hai Chỉ với một người nữa giả dạng tiều phu đã lập thế vào rừng đặng kiếm Tên Giáp và Tư Cầu. Ông có dặn hai người cẩn thận vì binh giặc đêm nay có lẽ còn lẩn quẩn trong rừng, nếu mình vô ý ắt phải bị chúng bắt. Thiệt quả gần nửa buổi, Hai Chỉ với người bạn hào hển chạy về nói giặc còn ẩn núp trong rừng. Khi hai người vô gần tới mé rừng thì giặc ở trong bắn súng ra, nên hai người phải chạy thôi, lại mới khỏi bị lạc đạn. Ai nấy đều khuyên đừng vô rừng nữa, nên coi chừng giặc đi hết rồi sẽ hay. Cách 3 ngày sau, ở Sớm Tre, người ta thấy có một chiếc tàu lớn với cả chục tàu nhỏ đậu tại vàm Rạch Nhợ. Đến trưa chỉ có 3 chiếc ở lại, còn bao nhiêu thì chạy luôn về phía sông Tra. Dân Sớm Tre lo sợ giặc kêu binh tiếp viện đặng phản công sớm mình, nên ai nấy lao nhau muốn chờ đến tối sẽ lấy ghe đưa hạng già và giới đàn bà con nít đi kiếm mấy rạch nhỏ mà ẩn nấp. Té ra đến xế chiều có người rình coi thì thấy binh lính dìu dắt nhau đi xuống tàu, rồi tối 3 chiếc tàu đậu tại vàm Rạch Nhợ,
kéo neo chạy lên phía sông Tra nữa. Bây giờ người ta mới đoán chắc đoàn tàu chạy qua để ba chiếc ở lại tại rạch Nhợ đặng tôm góp tàng binh thất trận hôm nọ mà chở đi, còn bao nhiêu người thì vô đánh chiếm lại Gò Công. Thật vậy, bữa sau ông Nhiêu Hiền cho người ở Sơn Quy ra thông tin cho Sớm Tre hay diễn binh Pháp đi khắc phục Gò Công. Chúng bắn súng thần công nà quá, nghĩa binh của quan lớn Trương Công Định không thể chống cự nổi nên phải rút lui, một phần chạy xuống phía cầu Muốn, còn một phần vào ẩn núp trong mấy đám lá tối trời dọc theo mé sông Cửa Tiểu. Ông Bá Hộ với Phó Tha nghe tin ấy thì buồn, nhưng chắc giặc đã bỏ dân rừng Truông Cốc rồi, mới để dân Sớm Tre vào kiếm Tư Cầu với tên Giác. Dân ruồng kiếm cả ngày, gặp thây chết rải rác đến vài chục, nhưng thây nào cũng rục rã không nhìn được. Ông Bá Hộ cũng như ông Thuận với Phó Tha đoán chắc tên Cầu với tên Giác đã tử trận. Ông Bá Hộ hiến hai con heo cho anh em làm thịt cúng chiến sĩ vị quốc vong thân, rồi ăn uống với nhau một bữa. Ông cho vợ chồng hai chỉ 200 quan tiền, giúp mấy người bị thương mỗi người 10 quan tiền đặng mua thuốc uống. Hôm nay không có Tư Cầu nữa, cô Quyền phải ở luôn ngày đêm tại nhà cha chồng đặng chăm nom giúp đỡ ông. Cúng Tư Cầu với tên Giác xong rồi, tối lại ông Bá Hộ cầm vô thăm ông Thuận, đi ngang qua nhà Phó Tha, ông kêu Phó Tha đi với ông. Vô tới nhà ông Thuận, trước mặt Phó Tha với cô Quyên, ông Bá Hộ nói: bà con Sớm Tre này đã làm tròn phận sự con dân đối với cỏ cây đất nước, vậy cũng là vinh. Rất tiếc có hai nhà bị hại, anh Xui đây với hai chỉ, mà anh Xui bị hại nhiều hơn, vì một đứa cháu tử trận, lại thêm một thằng con cũng ra giúp nước, mà mấy năm nay biệt tích không biết mất hay còn. Đã vậy mà anh còn chịu mù quáng nữa, thiệt là khổ. Ông Thuận động lòng nên rơi nước mắt mà đáp: có ông với cháu tôi hiến thân đặng cứu dân cứu nước, dầu hai đứa thiệt chết đi nữa tôi cũng không than phiền. Ngặt thuở nay tôi nhờ thằng Cầu nó giúp tôi làm ruộng mới có lúa mà nuôi sống, nay nó chết mà tôi lại tối hết hai con mắt, cái đó mới thiệt là khổ. Mấy bữa rày tôi muốn chết đi cho phức để yên thân. Anh đừng thối chí, chết làm chi, phải sống đặng nghe thế cuộc thay đổi cách nào chứ. Từ bữa thắng trận Truông Cốc mà Tư Cầu không có về với anh em trong Sớm thì tôi đã có nghĩ đến việc nhà của anh rồi. Tôi tin nếu Tư Cầu chết thiệt thì tôi sẽ kiếm một người khác về ở với anh đặng giúp anh trong việc ruộng nương. Còn việc trong nhà thì vợ chồng tôi đã quyết định để con Quyên ở trong này luôn, đặng nó săn sóc lo cơm nước cho anh. Vì thời cuộc bối rối nên vợ chồng nó chưa có lễ cưới, nhưng một lời đã giao kết thì trăm năm không được quên. Bề nào con Quyên cũng là dâu của anh, đã vậy ngày Hào đi, con Quyên có hứa nó sẽ thay Hào mà thay thế trăm năm nuôi dưỡng anh. Dầu Hào có chết đi nữa, con Quyên cũng phải giữ cho vẹn lời hứa. Anh tin như vậy thì tội nghiệp cho con Quyên lắm. Nhà tôi bị tai nạn, nó can cớ gì mà phải chung chịu với cha con tôi. Tôi chắc thằng Hào đã chết rồi. Hôm nay tôi có ý định, đợi giặc giả yên rồi tôi sẽ mời anh vô đặng bàn tính việc vợ chồng của thằng Hào. Nay sẵn dịp anh nói ra, lại mai có chú Phó lại đây nữa, vậy anh em mình nên nói cho dứt chuyện. Mấy năm trước tôi mạnh khỏe, con Quyên ra vô giúp việc trong nhà tôi chút đỉnh chẳng nói làm chi. Từ ngày tôi có bệnh rồi lại tối hết hai con mắt, thì con Quyên phải cực khổ với tôi không biết chừng nào. Tôi nghĩ tới phận nó thì tôi khó chịu hết sức. Chồng mới bỏ trầu cao chứ chưa cưới, lại chồng còn hay mất không biết được, mà phải nuôi cha chồng và cả đuôi mù, phải lo manh quần tắm áo, phải lo phơi chiếu giặt mền, phải gấp từng miếng cá, múc từ miếng canh, lo nuôi cho tôi sống. Con Quyên nó mắc nợ hồi nào đâu mà bây giờ nó phải trả. Nó có chịu ơn nghĩa gì đâu mà bây giờ nó phải đáp nghĩa đền ơn. Vì tôi nghĩ như vậy nên tôi không muốn cho nó mang chung tai họa với cha con tôi. Tôi bị tai họa mà tôi kéo nó vô nữa thì mất công bình, tôi mang tội ác. Ấy vậy hôm nay tôi muốn mời anh Xui vô nhà tôi mà hồi việc hôn nhân. Xin anh Xui gả con Quyên cho người khác đặng nó sung sướng tâm thân. Thằng Hào đã chết rồi, nó không còn đâu mà chờ đợi. Ông Thuận nói như vậy rồi ông khóc. Ông Bá Hộ với Phó Tha nhìn nhau bối rối
không kiếm được lời mà khuyên bạn. Cô Quyên bước lại gần cha chồng chậm nói: Thưa cha, con có cực khổ chi đâu mà cha nói con cực khổ. Còn ơn nghĩa thì có chứ sao cha lại nói không có. Anh Hào đã hiến thân cứu dân cứu nước, đó là một đại ân đại nghĩa đối với tất cả mọi người. Phần con tuy gái, song cũng là một người của đất nước, con phải đền ơn đó, đáp nghĩa đó. Con có được phép làm lơ đâu. Huống chi con có hứa lời nuôi cha thế cho anh Hào, con quên làm sao được. Ảnh ra trận giải nắng dầm sương, vùi thân trong khói lửa mà ảnh không than. Con ở nhà nấu cơm giặt áo cho cha có gì đâu mà cực. Cha nói anh Hào chết rồi, có tin nào chắc chắn đâu mà cha quả quyết như vậy. Dầu phải chờ ảnh cho tới bạc đầu rụng răng con cũng chờ chứ. Cha mẹ đã định rồi, không bao giờ con thay lòng đổi dạ. Dầu cho anh Hào thiệt chết đi nữa, con cũng thủ tiếp với anh mãn đời. Con nuôi cha, chừng nào cha trăm tuổi già thì con trở về nhà phụng sự cha mẹ con. Hai bên cha mẹ đều định con là vợ của Lê Hữu Hào, thì kiếp này con quyết giữ bổn phận làm vợ của anh Hào. Chừng nào con chết, con đem bổn phận ấy theo, đặng xuống âm phủ, nếu được gặp anh Hào thì con khỏi hổ. Ông Thuận nghe dâu nói những lời trung hậu như vậy thì ông xúc động cực điểm. Ông càng khóc lớn hơn nữa chứ không cãi được. Ông Bá Hộ ngó Phó Tha, ông ứa nước mắt. Ông nói: Con Quyên nói như vậy thì phải lắm. Vậy anh xui an lòng, đừng buồn đừng lo chi hết. Ông Bá Hộ dây lại nói với Quyên: Sáng mai con về, gói hết quần áo đem xuống đây ở luôn mà nuôi anh xui. Con phải tận tâm với anh xui như nuôi cha ruột vậy. Cha sẽ kiếm và cậy một người trong tuổi và siêng năng, cũng như Tư Cầu, để lo ruộng nương và câu tôm cá mà ăn mỗi bữa. Phó Tha tiếp nói với ông Thuận: Ông Bá Hộ tính như vậy thì xong, anh lo tiếp dưỡng sức khỏe đi, chứ đừng buồn rầu chi hết. Bà con xóm tre này không ai bỏ anh đâu. Ông Thuận bệu bạo tỏ lời cảm ơn. Ông Bá Hộ với Phó Tha nói: Bà con một xóm cơ nguy phải lo giúp đỡ nhau, đó là phần sự của con người một giống một dòng sống chung trong đất nước. Hai người từ mà về. Cô Quyên quét giường vũ chiếu rồi dắt cha chồng đi nghỉ. Cô gài cửa tắt đèn vô trong nằm, nghe tiếng gà trong xóm tiếp nhau mà gái, từ đầu trong ra tới đầu ngoài. Hết tập 2. Còn tiếp.